cái bãi này là cái nơi khai thiên lập địa ra cái đảo Bình Ba. À. Và để tưởng nhớ công ơn của người lập ra đảo, tôi muốn đặt tên đảo, để khi người ta mất đi mình chỉ cần nhắc tới tên đảo thì có một chút gì đó tưởng nhớ tới người ta. Bình tức là người Bình Định, Ba là có ba người đầu tiên đặt chân lên đảo. À. Phương Đông này Bình Ba là ba người ba Bình người, Định. Ba người Bình Định đầu tiên lên đảo này. Nhìn như cái não rồi hả? Sao không vậy? Cái này nó có bị gì? Có mấy cái đẹp quá. Đây vẫn còn cái cột làng văn hóa đảo Bình Ba. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay gia đình của mình di chuyển qua Cam Ranh để sáng mai đi đảo Bình Ba. Bây giờ là buổi trưa nên thời tiết khá là nắng. Nhà mình chuẩn bị đi kiếm một cái quán gần khách sạn. Đây là quán Bến Phà gần cây cầu mới ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phương to chưa? To. Ừ, quá trời món luôn, chim chép kìa. Con kia to kìa, đó con đó đó. Con này nha. Anh em mình chiến con đó đi. Đây là con cá gì mà nhìn lại. Đây là nước biển mà, nhà vệ sinh view sứa. Mấy con sứa bơi nè. Sứa với cá rất là nhiều luôn. Sau khi ăn trưa xong thì mình di chuyển khoảng 3 cây số là tới khách sạn Ama Resort. Thời tiết khá là nắng nhưng mà gió mát lắm. Hello, bác đang ở đâu đây? Mở cửa ra được không?
Thôi mở ra cái ba ra vô. Ra đó mình bơi nha. Mình sẽ đi một vòng phòng mình ở cho mọi người coi nha. Phòng tắm rất rộng với đầy đủ tiện nghi. Đang quay đó, đang lên sóng YouTube nha. Cứ lên. Cái cây này xuống đây nè. Chi? Nó tự quay à. À nó tự quay à. Cầm cái khăn đi thì cầm. Dạ được á. Sáng hôm sau, nhà mình di chuyển tới cảng Ba Ngòi để chuẩn bị lên thuyền ra đảo Bình Ba. Đây là cảng Ba Ngòi. Mọi người chuẩn bị đi tàu ra cảng, à ra đảo Bình Ba. Nào, lái tàu chính đâu? Lái chính của ngày hôm nay là anh Quang Long. Đây, anh này vừa biết lái xe mà vừa biết lái tàu, kinh thế.
phải nổ máy mới chạy được mà, cái gạt cái kia là chạy được. Đây hàng hóa vận chuyển ra đảo Bình Ba cách đây mấy năm, gần 10 năm trước mình có đi đảo Bình Ba, ngồi hành khách là sẽ ngồi trên đây. Hàng hóa nhu yếu phẩm được vận chuyển ra đảo Bình Ba, nước suối rồi sữa. Sau khoảng 1 tiếng thì tàu đã tới đảo Bình Ba. Bây giờ mọi người đang đi kiếm chỗ uống nước. Nắng quá. Hello Pháp ơi, đây uống nước nè. Ồ, quay quán này hồi xưa rồi luôn. Được rồi, vẫn còn ngay. Chú đó chưa có nhà, tòa nhà nữa. Bà uống nước gì? Chỗ này là chỗ cho thuê xe máy để người dân đi dạo quanh đảo. Hồi trước mình thuê là 100.000 một chiếc một ngày. Đây vẫn còn cái cột làng văn hóa đảo Bình Ba. Nào, đặc sản của Bình Ba là cái gì? Chanh muối hả? Uống thử coi ngon không? Chua quá hả? Đây, chúng ta sẽ di chuyển bằng xe jeep. Đây, siêu xe G63.
À, nhà mình chuẩn bị di chuyển đi. Con này là tôm chết, tôm tôm ngọt đúng không? Kêu tôm ngọt á, để tôm... cho nó cái lịch sử nó phong phú cái món ăn. Dạ. Thật lúc đó là tôm chết. Ở đây ông sử dụng. Ở đây tôi đóng thùng tôi gửi vô Cam Ranh. À. Hồi trước nó có cái dòng tôm mà nó cái mùi nó hôi không thể nào sử dụng luôn. Thương lái nó không thu mua luôn, nhưng hiện tại bữa nay nó mua. À. Nó nhúng thuốc cái là hết mùi. Dạ. Yeah. Cho nên có cái thời điểm là ở thời gian ở Nha Trang đó anh ạ. À. Tôm mà nó nướng vỉ hè nó bán có 300.000, 400.000 một ký á. Mà nó hay là những cái con tôm đó là nó hay làm cái món nướng phô mai hoặc là nướng bơ tỏi rồi á. À. Nó bán nó cái mùi. Nó bay cái mùi đi đúng không? Lâu lâu nó mới qua. Và giao thông bữa nay nó cũng hết ảnh nữa qua đây rồi. Không có nó sang nồng độ cồn. Ủa nhưng bữa nay nó còn dịch vụ cho thuê xe máy không anh? Còn. Còn đúng không? Bãi chướng do nó chịu gió chướng thổi vào đó. À. Cho nên người ta đặt tên bãi theo hướng gió là bãi chướng. Yeah. Đặc thù của bãi chướng này là nơi đón bình minh đầu tiên tại đảo Bình Ba. À. Và là nơi đón bình minh nước thứ hai của nước Việt Nam sau mũi đôi của Phú Yên đó. Là nơi đón bình minh thứ hai của Việt Nam. À. Điểm cực đông đầu tiên là mũi đôi. Rồi giờ mình xuống đây cho mình nha. Biển đảo phải chấp nhận thôi. Đi biển đảo là phải chấp nhận đen thôi. Tôi lại xe ba này lẹt vào đâu cho mét. Đấy em mới đó chứ gì mà. Khi dành nó xíu quen đi mà phải có lính mở cửa chứ. Chứ gì mà leo kèo. Xíu quen. Đó, đúng gu của anh rồi đó. Gu của anh là phải vậy đó. Rồi khi nào gia đình mình còn mình tập khởi thì kêu em bắn cho nha. Dạ. Ờ anh Thanh đây mà. Quá trời đẹp luôn. Rồi đi đi xuống biển chụp hình nè. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Rồi. Ok. Biển ở đây trong xanh quá. Chốc này không ăn cua không biết coi em nhỏ được. Đi bằng xe điện lên lên luôn. Lèo dốc, lèo dốc.
không, bắp sướng không? Hè mới bán hả? Bãi này cũng là một trong những bãi lặn ngắm xem san hô này. Nhưng mà lặn ngắm san hô ở cái bãi này thì cái phí dịch vụ nó sẽ tăng gấp đôi. Tại vì cái bãi này là nó không có đường bộ đi xuống, về cái nó xe cái thuyền thúng nó chèo không xuống được. Cho nên bắt buộc là nó phải sử dụng cái phao chuối á, rồi nhà mình ngồi lên cái phao chuối đó, nó dùng jacky mô tô nước đó, nó đưa xuống, rồi nó trang bị áo phao kính rồi cho tắm lặn ngắm thỏa thích khi nào xong đưa về thì phí nó tới 200.000. Còn ở tại kia dễ đúng rồi. Còn ở kia thì sao anh? Cái kia là, tại kia là nó có một cái thuyền thúng đáy kính à. Nó đưa mình ra quanh khu vực đảo cái đuối đó để mình ngắm nhìn xem san hô, xem ké rồi bơi quê mình kính. Sau khi xem xong mình sẽ xuống điểm nào, nó sẽ trang bị áo phao và kính lặn cho mình nhảy xuống ngắm lặn trực tiếp. Thời gian không giới hạn, khi nào ngắm ớn nó đưa lên thúng đưa vô bờ, phí ở đó là 100.000 một người à. Thì tùy mình cỡ, mình ví dụ mình trễ vé hay mình kèo này đó, nó mấy ngày này vắng khách đồ vậy, bớt hay không đồ vậy đó. Đây là tàu quốc tế là đều đi vô là đường này hết anh. Anh có thấy tàu ngầm chưa? Thường chiều nay mấy anh em mình về muốn thấy được tàu ngầm á, đi khoảng nửa đường. Giờ bên phía tay phải sụp vô nó là quân cảng quân sự Cam Ranh. Bên nó sẽ có 6 chiếc kỳ lôi của nghe Việt Nam mình mua về với tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ quen chung rồi á. Có một tập được ổn bên đó không? À. Đi nửa đường. Giống con rùa không? Trời, con rùa này đâu khác gì mấy ơi. Đi mà ngồi chọn hết bài đúng không? Đây là khối đá cái đầu con khủng long kìa, nhìn giống con khủng long không? Đây nè, con khủng long nè, cái đầu khủng long nè. Nhìn nó giống con khủng long không? Dưới này là tên bãi là bãi nhà cũ. Bởi sao nó mang tên nhà cũ là do cách đây gần 300 năm trước có ba người Bình Định đi biển ngang khu vực này nè. Gặp sóng gió, họ mới dạt vô nơi này trú gió. Trong khoảng thời gian ở lại nơi này trú gió thì thấy nơi này có thể sinh sống và làm ăn được. Thế mới về quê mang vợ, mang con, mang người thân đồ vào. Ở một thời gian sau sanh con đĩa cái đông di chuyển xuống khu nãy mình mới lên đó. Cho nên trên đây gọi là nhà cũ. Nhà cũ. Thì cái bãi này là cái nơi khai thiên lập địa ra cái đảo Bình Ba. Và để tưởng nhớ công ơn của người lập ra đảo, tôi muốn đặt tên đảo, để khi người ta mất đi mình chỉ cần nhắc tới tên đảo thì có một chút gì đó tưởng nhớ tới người ta. Bình tức là người Bình Định, Ba là có ba người đầu tiên đặt chân lên đảo. Cứ nôm na Bình Ba là ba người ba Bình người, Định. Ba người Bình Định đầu tiên lên đảo này. Tên mới gọi là đảo Bình Ba. Hay quá, anh này hướng dẫn viên du lịch là tuyệt vời á. Anh này làm hướng dẫn viên du lịch là ok á. Biểu này cũng là bãi biển Phú Long mà. Chắc là để người chơi để sinh sống, lập đê trước mà. Vướng cái xe à. Mình đi bộ vô. Vô cái ngay đây này nó có cái chỗ mình thay đồ rồi tắm nước ngọt rồi. Giờ tắm luôn hả? Ừ, giờ mình tắm luôn. Ủa giờ mày tắm luôn á. Ở đây không thể nào ní nổi cái nắng. 5 giờ chiều cũng còn nắng. Chúng nó gói san hô dưới nắng mà che gì khỏi con che chơi đi. Ủa nhìn xuống đây nó bắt đầu sâu rồi nè. Ừ sâu rồi để tôi bắt con cảm. Ở ngoài kia nó có sâu vậy không anh? Không, ở kia nó đông. Ui ừ, con thấy con thấy nhìn con nhâm nè, con nhâm ghê đó em, mà con nhâm nó lỡ mình con lủng 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 con nhím đâu con nhím nặng quá. Ủa khỏi che đi thôi, bây giờ bay đi. Nó này hay. Tôi chưa, mấy anh em dọn cơm ra ăn miếng cơm cháy là chén rau à.
Ông không muốn ăn mấy thịt tế ăn tôm hùm ớn hả? À? Không biết ăn. Ngán luôn á. Ở đây ăn ngán luôn. Bùng tỏ lo sợ gì. Ừ. Cột đó hả? Cái con nhọn nhọn đó là nhum không anh? Nhum đó. Nhưng mình cá ghẹ. Đẹp chưa? Nói sao cá ghẹ đó. Cá ghẹ. Bắt làm gì đâu. Nhum luôn, người ta bán nhiều á. Nhum đây nó được gạch lắm. Bắt hôm qua gì thấy con. Đó, xe ngô kìa đó. Con béo mày đâu quá vậy? Đó, xíu nữa mình bán trình. Ê, con xe ngô kìa. Ô kìa. Mình thấy những con nào có gai thì tránh nó ra. Ghê hả? Ở đây ai biết bơi hết không? Không ai không. Con trai? Không. Con trai con không ai biết bơi luôn hả? Không. Bơi trên khô không à? Bơi được. Bữa nay toàn đi mấy bậy không hả? Ủa vậy là mình đi ngắm ấm đi hả? Chứ còn bơi thì đâu dám bơi đâu. Ừ chứ sâu sâu òm đi đâu dám. Chỗ nào mà cạn không chứ. Bắt con Nhung lên ăn kìa. Con bắt được thì chú cho con. Ừ. À, anh nó bắt nó phải làm sao? Có cái kẹp à, kẹp nó chứ còn. Cái bao tay nó cắn. Cá kìa. Đẹp hơn. Cá nhiều ghê chứ. Ồ, giống mấy suối kìa, từ từ giống mấy suối. Chỗ mấy nằm mình đá đá. Coi chừng nhum nhiều lắm đó nha. Nhum là cái gì? Con nhím đó. Con nhím luôn. Cắn đầu lắm. Chỗ này là san hô nhiều nè. Ừ, chỗ này nó nồng. Nhím nó quấn mồi. Đen đen gai nhiều gai dài dài à cái này nữa hả? Ở đâu có đứng này? Bắt tôm hùm không? Nha là trong kia luôn hả anh? Gầm chỗ. Xác xác nghe thằng mấy nó xe đó. Không có cái gì đứng qua dưới rồi. Nó lớn chưa? Đà la xe. Có cái bao này đâu? Thì ở trong đó đó bạn không quen biết nhau dân biết nhau hết. Không lại quay được. Nắm nghìn người, không nắm nghìn người gặp nhỏ như vậy. Bể cá hả? 5.000 thôi hả anh? Đi bỏ bể cá. Đó. Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa vô nhìn nó xoay vào. Không có ý kiến. Quay video dưới nước nè. Đó, yêu nhìn dưới cái não à. Sao hôn mềm. Ừ, cái này đụng có bị gì không anh? Không. Ừ, con mấy cái đẹp hơn. Em nhông bị gì đó. Không biết bơi thì thôi chứ. Đi ngắm một vòng xong. Dạ. Mình sẽ đưa cho gia đình mình vô trên kia. Ai muốn tự ra thì tự ra chứ. Bây giờ bỏ ở đây mà không biết bơi vô là khổ á. Nó thiệt. Nhưng mà mọi người xuống tắm đi, như là mình tắm đi. Ý, cầm đi đâu nha, đứt nha con. Tắm nhưng mà tắm bên trong kia, ai thích bơi ra thì bơi. Đúng rồi. Cho anh bà cụ tắm. Ừ, tắm chỗ nào nông á. Chứ tụi này nó ngắm nha, tụi này sao phải ngắm. Ừ, tụi này không ngắm được. Bơi. Sao anh bơi chứ? Hầu như trực thống mình ở bên Nam cũng bơi nữa. Bình ní thì đẩy đến dạng một ngọn, một ngọn nó cong kẹo lên. Chứ trong có nông hơn thì bơi trong đó. Trong biển ngắm đó. Được. Trong đó có ngắm cái ngô được không anh? Có kính này. Được rồi. À kính mực. Tí đi gặp được con ốc đẹp về bắt về luôn. Để xem để lặn xuống dưới đây coi có tôm hùm không. Con nhím nó chích vào cái chích chim mập á. Theo, con trai thích đi chích cái nồi hay đúng không? Đi không? Đi cano. Con đi á. Bắt thôi á. Con biết đi vậy. Ví dụ như là một tàu chuối như vậy á. Một tàu chuối á là người ta sẽ kéo mình xuống đảo rùa. Này nói chung là hai đứa nhỏ là cũng không tốn tốn phí tính người lớn mà. Này xuống đó. Ai muốn chụp hình chụp hình hay lặn ngắm gì á tùy. Khi nào về thì người ta kéo mình về. Đó là xuống sau khi tắm biển xong, tụi mình bắt đầu di chuyển lên làng bè để ăn thưởng thức hải sản. Ở đây có mấy bạn review rất là đồ ăn rất là ngon. Nhà bè hoàng hậu. Thank you.
không? Rồi, ok. Quay ba, quay bắp dưới rồi quay nước. Người lên. Con ăn con gì đây? Con này gọi là con gì? Nóng không? Nóng không? Có dịp rớt á. Trời ơi, ngon không? Nóng không? Anh cắn ra, cắn ra. Trời ơi, ngon quá, con tôm ngon quá. Tôm bắp bắp á hả? Con tôm phải ba, tôm con bắp bắp không? Cháo tôm hùm. Anh chị, không biết. Gì vậy? Tôm, vậy? Mực phơi đi đi. Bây giờ nhà mình di chuyển lên tàu cano để về lại đất liền. Do bây giờ đã quá trễ, không còn tàu cá nữa. Bây giờ là 4 giờ. Tạm biệt Bình Ba nha. Hẹn ngày gặp lại á. Bao thấy cano chạy không? Ồ, nhanh lắm. Ngồi đi về lâu lắm. Kia là máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Chỗ này mà đứng quay máy bay thì rất là đẹp. Thế là hết một ngày đi đảo Bình Ba chơi. Bây giờ tụi mình quay trở lại khách sạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video. Hẹn mọi người ở video sau nhé.